Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video là trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra. Thì cũng có một anh có để lại một cái thông tin comment nhưng mà tôi không có nêu lên trong cái video này. Thì anh hỏi anh làm những cái video chia sẻ về cái kiến thức của anh đang có và cái kinh nghiệm sử dụng điện của anh với mục đích gì. Thường thường thì anh xem anh thấy chẳng hạn như là các shop bán hàng này kia đồ, người ta làm những cái video chủ yếu là quảng cáo những sản phẩm người ta bán ra mới có cái đồng ra đồng vô đó ha. Còn tôi hỏi tôi làm cái chủ đề này, chia sẻ cái video này thì có mục đích gì khác hay không? Có quảng cáo này? Dạ không anh ạ. Cái tôi làm như thế này vì mục đích đam mê chia sẻ những cái kinh nghiệm tôi đang có đó, chia sẻ cho anh em xem và tham khảo. Đó là một cái thứ hai nữa. Thì những cái video của tôi đăng LinkedIn đó thì có xuất hiện những cái quảng cáo trong video, đó là một cái nguồn thu nhập nho nhỏ của tôi đó. Thì video tôi đăng lên thì anh em, nếu mà anh em ủng hộ thì coi như anh em xem một chút cái quảng cáo đó ha. Ví dụ như quảng cáo 5 giây bỏ qua thì anh em cũng có thể là xem 5 giây bỏ qua, hoặc là xem thêm 5-10 giây gì cũng được ha. Đó ha, hoặc là những cái quảng cáo đánh giá, đưa lên quảng cáo đánh giá, có thể là bỏ qua không đánh giá, hoặc là mình chọn những cái sản phẩm mình đánh giá, mình tích vào cái dấu tích thì mình gửi đánh giá, không có tốn tiền tốn bạc, không có ảnh hưởng gì đến cái nick của anh em cả đó ha. Đó thì anh em ủng hộ bằng cái đó thì tôi cũng, cái đó là cái nguồn động lực của tôi để thúc đẩy tôi chia sẻ những cái video rất là thiết thực và hữu ích đó cho anh em mình xem và tham khảo qua ha. Nếu mà tôi làm những cái video này tôi đăng lên kênh, nếu mà không có tiền thì không có đồng nào thì tôi không bao giờ tôi làm nữa. Cái gì cũng vậy, thẳng ra thẳng nói thật mà nói thì nó cũng phải có cái này nó có cái kia. Anh em có một cái kinh nghiệm sử dụng điện từ tôi thì tôi phải có cái nguồn thu nhập nhỏ nhỏ từ cái quảng cáo trên kênh, trên trang kênh YouTube đó. Anh em xem đó đâu có tốn tiền gì của anh em đâu, tại vì các cái nhà quảng cáo người ta bỏ tiền ra, người ta mướn trên Google, bên YouTube đó, chạy cái quảng cáo đó trên từng cái video thì người ta đã trả tiền đó cho bên YouTube thì YouTube nó mới chia hai với tôi thôi. Còn anh em xem á, anh em chỉ bỏ thời gian anh xem chút thì nó không có tốn tiền, anh em không có tốn gì, chỉ tốn thời gian anh em chút thôi. Nhưng mà anh em đã xem được quảng cáo đó thì giúp cho tôi có một cái nguồn thu nhập. Đó là như vậy nha. Rồi thì đến với câu hỏi đầu tiên của một anh ha. Bác cho em hỏi bình 150Ah với 5 bình 30Ah, bác thử xả ra hết xem loại nào xả được lâu hơn hay bằng nhau. Em rất mong xem video bác test thử. Cảm ơn bác, chúc gia đình bác nhiều sức khỏe, ra nhiều clip mới. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ những cái bình Yamato thì tôi đã có test sạc xả thì anh em đã nắm rồi. Đối với bình Yamato thì đối với cái dòng sạc và dòng xả nó rất là cao ha, nó 90 với thằng pin ha. Rồi những cái bình viễn thông hay những cái bình vi tính ở đây tôi cũng có xài qua rồi nhưng mà tôi chưa có test sạc xả. Nhưng anh đã ra cái câu hỏi rồi thì tôi sẽ bây giờ thì chưa ha, vài hôm nữa đi. Tại vì vài hôm nữa tôi đã thay đổi cái bộ điện này rồi. Đó. Thì vài hôm nữa thôi thì tôi có chuẩn bị một cái bộ điện 48V rồi để đó ha, vài hôm nữa thì tôi cũng lắp lên xài thôi. Đó, nay mai tôi đi mua sắt về tôi hàn cái kệ rồi tôi sẽ đưa vào sử dụng. Thì lúc đó ha thì cái hệ này tôi sẽ lấy xuống ra ha, tôi sẽ sạc một cái bình 150Ah, bình viễn thông, bình vi sinh công nghệ gel ha, tôi sạc no rồi tôi sẽ xả với dòng xả là 3/10 của bình. Thì xem cái bình nó như thế nào. Cái bình này chỉ hơn 2 năm sử dụng thôi, bình có cái vòng đời rất là cao đó ha. Đó thì để xả so sánh xem đó, để cho anh em xem thì cái bình qua thời gian sử dụng thì nó còn lưu trữ được bao nhiêu watt điện và nó cho phép cái dòng xả bao nhiêu. Còn đối với những cái bình Yamato, ngay cả cái bình Yamato cái vỏ màu xanh và ngay cả cái bình vỏ màu vàng thì anh em có xem tôi xả nhiều rồi thì anh em đã biết rồi, nó chắc áp như thế nào, nó cái dòng xả nó cao và sâu như cỡ nào để anh em đã nắm rõ rồi. Nhưng mà tới đó nếu anh em muốn yêu cầu thì tôi sẽ làm nốt luôn ha. Đó tôi sẽ lấy 5 cái bình Yamato này cũng qua hơn 1 năm sử dụng, 5 cái tôi câu song song lại, tôi sạc no và tôi xả ngang băng với cái dòng xả cái bình 150Ah bình công nghệ gel này ha. Đó có những cái video cho anh em xem để cho anh em có cái nhìn rõ ràng hơn ha. Đó xả như thế nào thì mai mốt ha sẽ có những cái video đó để cho anh em xem nha. Đó rồi qua vài thông tin xin gửi đến anh nha, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tiếp theo câu hỏi đến từ một anh cho em hỏi nên dùng UPS hay kích điện anh. Dạ kích điện anh ạ. Nếu mà anh dùng bên hệ thống năng lượng mặt trời thì anh nên dùng kích điện ha, tại vì cái UPS nó tích hợp cái kích bên trong á, cái công suất rất là nhỏ, nó không có phù hợp mình sử dụng 24/24 đâu trong cái UPS á.
cái kit nó chỉ thích hợp với cái dạng như là mình phòng khi mắc điện hay là hoặc là nó mang cái tính chất du lịch dã ngoại đồ á, di động đó đó, nên nó sử dụng trong cái thời gian nhất định, ví dụ như là 24 tiếng đồng hồ mình có sử dụng một vài 7 tiếng đồng hồ thì được ha, thì nó bền. Chứ còn mà đem ra để so sánh những cái kit mà mình sử dụng 24/24 với pin năng lượng này thì chắc theo cá nhân tôi nghĩ là nó không ổn đâu. Đó nên anh có thể là đầu tư những cái kit điện rồi như thế này thì sử dụng thì nó sẽ ok hơn nha. Rồi qua giờ thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Tiếp theo câu hỏi đến từ một anh: chào anh, em có cục pin lithium 72V, em muốn chuyển 72V xuống 48V mà không muốn bỏ bớt pin ra thì có cách nào không anh? À, hôm qua tôi nhận được cái thông tin comment của anh thì tôi lên trên Google tôi xịt cái tự tìm kiếm là cái bộ đổi nguồn hoặc là cái mạch hạ áp từ 72V xuống 48V, nhưng mà tôi tìm mãi không ra, nó có đi chăng nữa nhưng mà cái mạch cái công suất nó quá nhỏ, nó không phù hợp để mình chuyển đổi giữa nguồn điện để mình sử dụng kit đâu ạ. À, đó thì cái này anh cũng có thể tìm hiểu thêm. Bây giờ anh có thể là tìm những cái anh mà thợ thợ điện cơ và thợ điện tử ha, đó, hoặc là anh cũng có thể liên hệ với những cái kênh cái anh mà HTBR thì anh nó cũng chuyên bên điện cơ điện tử, anh nó chế cháo được, mấy anh mà chế cháo hay lắm, chế cháo những cái bộ chuyển nguồn đổi nguồn hay là cái mạch hạ áp từ 72V xuống 48V với cái dòng tầm tầm khoảng 50A với cái dòng nó cao nha. Đó chứ nhầm khi tôi thấy mấy cái mạch nhỏ nhỏ bên Trung Quốc nó bán nó không có phù hợp để mình sử dụng đâu, cái dòng nó có 50A, nó không có bao nhiêu watt hết đó, mình sử dụng mình đưa vô công suất lớn là nó cháy mạch liền, nó không có ổn định, nên tôi tìm mãi không ra. Thì cái này anh nên tìm thêm nha, hoặc là liên hệ các anh mà chế cháo mạch, bây giờ có đầy trên trang kinh hết trơn á, tôi thấy có rất là nhiều những cái anh mà bên chuyên chế cháo đồ mạch này kia rồi anh rành lắm đó, nhưng mà anh yêu cầu là làm cái mạch nó có công suất lớn nha, nó có cái công suất lớn mạch từ 7 cái áp 72V hạ xuống 48V nhưng mà cái dòng là phải lớn 50A đổ lên ha. Rồi thì qua dạy thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho em hỏi, em có mua một motor phát điện 850W 22A. Em dùng sức nước từ suối qua con diode đo ra dòng hở mạch được 70V, em không biết tiếp theo em nên mua sạc loại nào, bao nhiêu A, dùng hệ thống điện 12V hay 24V sao cho phát huy hết khả năng ạ? À, chúc anh nghỉ lễ vui vẻ. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. À, bây giờ anh mua cái con sạc MBUT 45A của Mạnh Quân cũng được ha, hoặc là mua luôn con sạc MBUT 60A ha. 60A nó điều khiển pin hệ 12V nó thì công suất nó khoảng tầm 800W đó ha. Đó, 800W. Nhưng mà thật ra ở đây nhầm khi cái motor phát điện nó để cái công suất là 850W 22A nhưng mà thực tế là nó không có tới đâu anh ạ, à, không có tới đâu. Không bao giờ nào tới được ha cái công suất đó. Thì bây giờ tiết kiệm tiền ha, thì bây giờ anh có thể là mua cái sạc MBUT 45A của Mạnh Quân thì nó trên 1 triệu thôi. Thì cái áp sạc MBUT của Mạnh Quân thì nó cao hơn với cái áp anh đã đo ra được là 70V rồi. Cái sạc Mạnh Quân nó trên 100V nữa mà. Đó, thì nó điều khiển được cái motor này sạc cho hệ thống 12V, 24V hoặc là 48V. Đó, thì theo tôi anh nên mua cái con sạc MBT của Mạnh Quân 45A là được rồi nha anh. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một bạn. Chú cho con hỏi, 250W pin sạc Sure 30A sạc bình 90Ah không đầy, không biết lý do. Dây DC từ pin xuống 5m, dây từ sạc xuống bình 1m, dây không nóng. Cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe. Xin cảm ơn bạn rất nhiều nha. Mấy ngày trước các bạn cũng có đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi đó. Hôm qua thì cái câu hỏi của bạn tôi cũng có trả lời rồi, nhưng mà không biết bạn có xem hay không. Đó, thì bạn sử dụng cái bình 90Ah, cái bình nước, bạn sử dụng cái con sạc 30A màu vàng như thế này. Bây giờ như thế này, bạn muốn sạc cái bình cho nó nóng, nó đầy, thì bạn nên đổi luôn cái con sạc cũng là sạc BVKM, sạc 20A thôi, mà cái dòng cao cấp hơn như bạn thấy trên hình á, nó đắt hơn cái sạc này rất là nhiều. Đó, thì giá cả bạn cũng thấy luôn á, đổi sang cái con sạc cũng là Sure nhưng mà cái dòng thông minh, dòng cao cấp hơn, thì sạc cái bình nó nóng, nó no hẳn luôn. Còn riêng đối với cái sạc phổ thông này, nó chỉ sạc bình nhưng mà cái bình nó không nóng, cái bình nó không đầy. Đó, nó không có no hẳn cái bình như là những cái sạc cao cấp hơn nha. Đó, sạc cao cấp hơn, những cái sạc như bạn thấy trên hình đó, tôi có sử dụng qua rồi, thì nó có khác. Đối với những cái sạc rẻ tiền như thế này, sạc cái bình nó no, nó nóng luôn, cái bình nó đầy, thật là đầy luôn. Đó.
Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng bạn nha. Bạn nên đổi cái con sạc cao cấp hơn thì bạn sẽ cảm thấy sạc nó có khác liền. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng bạn nha. Xin cảm ơn bạn nhiều. Tiếp theo câu hỏi đến từ một anh. Cho em hỏi điện năng lượng mặt trời dùng kích bao nhiêu thì dùng máy hàn điện tử được ạ? Cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, nếu mà dùng cho những cái bót hàn điện tử thì cái con kích 5000W 48V thì mới dùng được. Đó. Ở đây thì tôi cũng có dùng những cái bót hàn điện tử đó. Nó rất là nặng điện ha. Đó, nhưng mà cũng tùy theo cái dòng, mình chỉnh theo cái dòng đó để tôi nói rõ và tôi hướng dẫn cho anh kiểm tra và tính luôn cái dòng, cái công suất nó bao nhiêu ha, cũng tùy theo mình chỉnh cái dòng hàng nha. Tôi ví dụ như cái bót hàng điện tử với cái điện áp đó là điện áp DC nha, nó chuyển đổi xuống điện áp DC 28V, nhưng mà mình chỉnh cái dòng ví dụ như là dòng 50A hoặc là 70 đó, thường thường á, nếu mà anh hàng sắc hợp sắc mỏng á, thì thường thường khoảng chỉnh dòng 70 ha, 70A. Đó, nếu mà sắt dày thì có thể là lên 100 hoặc là 100 mấy, 150 ampe. Đó, bây giờ tính cái ampe ra, cái công suất watt để cho anh nắm luôn nha. Nếu ví dụ như bây giờ cái bót hàng anh muốn hàng sắt dày, anh chỉnh với cái dòng hàng là 150 ampe. Đó, 150 ampe mà anh nhân với 28V. Như thế này ha, để tôi tính luôn để cho anh biết anh nắm được cái công suất máy hàng luôn nha, chứ để nhiều khi anh em lại hỏi nữa. Ví dụ như đây giờ cái điện áp của cái bót hàng á là 28V nha, 28 thì nhân cho ví dụ như bây giờ á anh hàng sắt dày phải không? Anh để cái dòng hàng là 150 ampe phải không? Nhân cho 150 thì nó bằng là tất nhiên là khoảng 4200W. Đó ha, 4200W thì cái con kích á, cái con kích khoảng 5000W thì 48V ha, nó mới hàng được nha. Còn ví dụ như bây giờ á cái anh chỉnh cái dòng hàng nó 200 luôn mà nhân 28 thì nó rất là cao rồi. Bây giờ 28 nè, nhân cho 200 à, nó bằng, nó lên là 5600W. Đó, thì nếu mà anh muốn sử dụng cái bót hàng á mà sử dụng bên điện năng lượng mặt trời này á, nếu mà anh hàng sắt hộp á, sắt mỏng á, thì anh chỉnh cái dòng hàng tầm khoảng chừng 70. Đó, ở đây tôi hàng sắt hộp là tôi chỉnh 70 à. Đó, còn nếu mà hàng là sắt ly mốt á nha, còn sắt ly rưỡi thì tôi chỉnh làm như 100 110. Đó, 110. Còn sắt mà nhầm khi mà sắt chữ V á, dày 3-4 ly thì tôi chỉnh lên nhầm 150 ha. Đó, sắt dày thì mình chỉnh cái dòng nó lớn thì nó mới hàng nó mới chắc được, chứ nhầm khi mình chỉnh mà mình cứ sợ. Ví dụ như dùng kích mà sử dụng mấy bót hàng, cứ sợ mà chỉnh cái dòng hàng cao quá sẽ ảnh hưởng kích, thì mình hàng cái món hàng nó không chất lượng là như sắt dày. Còn nếu mà hàng sắt mỏng, sắt hộp thì mình chỉnh cái dòng hàng chừng 70 hoặc 80, nếu mà nó không chảy ra, nó không độ bám dính cao thì chỉnh cái dòng nó cao một tí. Thì đó, thì như tôi mới vừa chia sẻ với anh là mình tính cái công suất, cái dòng hàng và cái áp trên cái hàng thì nó ra cái công suất watt, thì anh em tự cái điều chỉnh ha. Anh em nắm được cái thông số này thì anh em tự điều chỉnh. Thì ở đây tôi chia sẻ với anh là cái con kích 48V công suất phải 5000W thì mới sử dụng được cái bót hàng. Nhưng mà không có khi nào mà cái bót hàng mình chỉnh tới cái dòng nó là 200A được rồi. Dưới 200A mới sử dụng được cái con kích 5000W nha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha. Xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho em hỏi là em dùng hệ pin kích 24V ban ngày, em vừa sạc pin từ pin mặt trời vừa xả, em dùng hai cái tủ lạnh và sạc một cái xe máy điện 5 pin to loại 30Ah trên pin. Dây từ ắc quy vào kích, em dùng dây đôi 4.0 cho một cực âm và dây đôi 4.0 cho cực dương, mà khi em sờ vào cực âm và dây rất nóng, sờ vào cực dương thì lại mát lạnh. Em đo dòng xả ở cực âm là 21A, anh cho em hỏi sao cực dương không bị nóng mà cực âm nóng bỏng tay luôn. Em xin cảm ơn anh nhiều. Rồi thì qua cái câu hỏi của anh, tôi cũng xin tóm tắt ngắn gọn trả lời với anh như thế này. Ở trên cái bình chúng ta có hai cái cọc âm và dương, thì lúc nào ở cái cọc dương của bình cái điện áp nó cao hơn bên cái cọc bình là bên âm ha. Đó, nên á bên nào áp cao hơn á, thì dòng nó sẽ nhỏ hơn, còn bên nào áp thấp hơn á, thì dòng nó sẽ lớn hơn hả. Dòng càng lớn thì nó càng dẫn đến là càng nóng dây, nó không tốt. Đó, thì nói đến đây anh đã hiểu rồi. Thì trên cái bình cọc vữa cái cọc âm và cái cọc dương đó, thì lúc nào bên cái cọc dương của bình thì cái áp nó cao hơn so với bên cái cọc âm của bình đó, vậy ha. Đó, khi mà chúng ta xả lên thì lúc nào bên cái cọc dương á của bình á thì áp cao hơn thì cái dòng nó sẽ nhỏ hơn so với bên cái cọc âm của bình. Còn cái cọc âm của bình cái áp nó thấp hơn thì cái dòng nó sẽ lớn hơn so với bên cái cọc dương của bình ha. Đó,
Nên cái trường hợp này hả, nếu mà áp thấp thì dòng nó rất là cao, dẫn đến dây nó nóng đó ha. Cái cách này thì anh cũng có thể là thêm dây vào bên cái cọc âm của bình đó đó, anh thêm cọc nữa đó để nó đủ đảm bảo cái đường truyền từ bên cái cọc âm của bình là mình nó áp nó thấp hơn so với bên cọc dương là vậy ha. Tôi cũng xin tóm tắt ngắn gọn nói với anh như vậy thôi, còn nói một cách khoa học thì nó khá mất thời gian ha. Đó rồi, qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh ha. Vữa cọc dương và cọc âm thì cái cọc dương lúc nào cái áp nó cũng cao hơn so với cái cọc âm cái áp nó thấp hơn, nên lúc nào á trên cái đường truyền á, bên cái cọc âm á dây nó cũng bị nóng hơn so với bên cái cọc dương đó, tại vì bên cái cọc âm áp nó rất là thấp, thấp hơn so với bên cọc dương rất là nhiều đó, nên là áp thấp cái dòng nó rất là cao đó, là như vậy nha anh. Rồi xin cảm ơn anh nhiều nhé. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh. Hello, anh em có 24 bình Yamato 30AH, em có hai hệ pin khác nhau, xài hai con sạc, hai con MPT khác nhau, câu sạc song song hai hệ có tốt không ạ? Hai bộ của em tầm 2K5BB sạc đủ không ạ? Em xài tủ lạnh 80W, xài 3 bóng 12V 9W hay là 129W anh? Chắc xài TV 110W, hai quạt 20W có đủ dùng khi ngày nắng nắng ít không ạ? Chắc có lẽ ở đây là anh ghi là cái quạt 12V 9W đúng không? Rồi thì như thế này, anh dùng hai cái hệ pin, hai cái con sạc, anh sạc chung cho một cái hệ ắc quy tốt, không có vấn đề gì. Rồi ở đây anh có 2500W pin đúng không? 2500W pin thì anh hỏi với cái công suất sử dụng, mà ví dụ như tủ lạnh ha, tủ lạnh 80W, rồi ba cái bóng đèn, ví dụ ba bóng đèn 12V 9W đúng không, và TV 110W, hai quạt cho 20W có đủ cho khi có đủ dùng khi ngày ít nắng không, dư sức thoải mái luôn nè. Đó ha, 2500W pin mà. Đối với các thiết bị điện anh nêu ra thì đây nó cũng ít chứ nó không có nhiều ha. Đó, nó đủ ha, đủ cho những ngày trời mát mát nó vẫn đủ luôn nha anh. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh nhiều ạ. Tiếp theo câu hỏi đến từ một anh. Chào anh Thông, anh cho em hỏi, em có 280W pin mặt trời mà lúc trời nắng giữa trưa dòng sạc kiểm tra trên sạc BWM khoảng 10A thì công suất đó không, công suất có đạt chưa anh? Cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe nhé. Và xin cảm ơn rất nhiều. 280W pin cái dòng 10A thì nếu mà cái bình đói á thì nó chưa đạt, còn nếu mà cái bình no thì kính này cũng tùy theo bình bình no hay bình đói. Thì ở đây á, để tôi xin trình bày như này, thế này nha. Nếu mà cái áp bình của anh á, nó đã cao rồi đó, nó đã cao rồi, nó bằng với cái áp anh đã cài đặt trên cái bộ sạc. Ví dụ như trên bộ sạc anh cài đặt là cái áp 14.5 phải không? Đó, cái áp bình nó đã lên tới 14.5 rồi, nó nằm ở đó rồi. Cái dòng nó từ từ theo nó hạ xuống, nó hạ đến khi cái dòng mà không không luôn nha. Đó, nên cái này á, thì khi anh em muốn hỏi chính xác á thì anh em nêu lên bao nhiêu trăm watt pin. Ví dụ như ở đây anh muốn biết được cái con chính xác đạt hay không đạt á, thì anh phải nêu lên cái áp bình của anh. Anh nêu lên cái áp bình của anh là trên cái điều khiển sạc anh là cài đặt cái áp sạc là ví dụ như 14.7V, mà trong cái lúc mà nó đạt 10A trời trưa nắng mà đạt 10A là cái áp bình của anh nó bao nhiêu volt, thì tôi sẽ có con số trả lời là đạt hay không đạt. Còn cái này anh không nêu lên là tôi nó lòng vòng khó, khó để trả lời chính xác, nên tôi phải đưa ra cho anh thêm về cái thông tin là cũng tùy theo ha. Nếu mà 280W pin á, cái dòng nó loanh quanh đâu đó là khoảng chừng trên dưới 12-13A là trung bình ha. Trung bình là cho cái bình đã đói nha, áp thấp thấp nằm khoảng 13V. Còn nếu mà cái bình nó gần đầy rồi á, thì coi như nó phải hạ cái dòng sạc. Đó ha, cái bình nó hạ dòng sạc. Có khi á, anh trưa trời nắng tốt nhưng mà cái dòng nó vẫn là 1-2A cũng chừng là cái bình mình nó no rồi, nó không ăn điện nữa. Thì cái dòng nó nhỏ lại, nó trở về không không luôn. Đó ha. Đó, thì bây giờ anh muốn kiểm tra, anh muốn biết được chắc chắn ha, trời trưa nắng gắt tốt thì anh phải sử dụng điện đi cho cái bình nó hạ cái áp xuống tầm 13V, thì anh xem cái công suất nó thu về bao nhiêu ha, nó thu về bao nhiêu rồi anh hãy, nếu mà nó không đạt thì anh kiểm tra trên cái đường truyền đó, trên cái đường truyền từ cọc bình đến cái con sạc, từ con sạc đến pin năng lượng mặt trời, dây có nhỏ quá không, có dài quá không, dây nó có nóng chỗ nào không thì khắc phục chỗ đó nha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng trong cái video này. Đối với anh là một người toàn xài bình Yamato 30AH thì mình hỏi cảm nhận anh xài, anh thấy bình hiệu quả hơn mấy bình khô kín khí viễn thông không?
Rồi như thế này anh ạ, nói về hiệu quả thì tôi cũng xin nói như thế này. Nếu mà nói về hiệu quả trước mắt thì tôi thấy cái bình Yamato này nó rất là hiệu quả ha. Còn nói về lâu dài á thì chắc so sánh sang những cái bình viễn thông á thì có thể là nó không bằng được anh ạ. Tại vì như thế này, trước khi tôi đầu tư bình nè thì tôi có tìm hiểu rất là kỹ lưỡng đó, thì tôi tìm hiểu đến cái tuổi thọ thiết kế của từng cái loại bình. Chẳng hạn như những cái bình Yamato này tôi có tìm hiểu là cái tuổi thọ thiết kế từ 3 năm đến 5 năm, còn cái tuổi thọ mà mình đưa vào hoạt động sử dụng từ 1 năm đến 3 năm. Đó ha, cũng tùy theo người sử dụng mà từ 1 năm đưa vào sử dụng 1 năm nó hư đến 3 năm nó hơi cuông chực tùy theo người sử dụng ha. Còn những cái bình viễn thông á, thì cái tuổi thọ thiết kế nó từ 5 năm đến 7 năm là những dòng AMG, còn những cái dòng bình gel á, bình cao cấp á thì cái tuổi thọ thiết kế từ 7 đến 12 năm ha. Đó, còn nói về cái sạc xả thì nó y chang nhau, những cái bình Yamato và bình viễn thông á nó có cái dòng xả rất là lớn đó ha. Dòng xả rất là lớn đó. Còn nói về cái tuổi thọ thiết kế á, thì hai cái này nó chênh lệch, thì cái giá tiền á thì anh thấy thấy rồi thì nó cũng chênh lệch với nhau đó. Nói chung á là tiền nào của đó. Nói về cái hiệu quả trước mắt á thì cái bình Yamato hiệu quả trước mắt thì hiệu quả hơn, còn nói về lâu về dài á thì tôi thấy chắc có thể là bình Yamato thì nó không bằng những cái bình chuyên dụng bên năng lượng mặt trời, chẳng hạn như là cái bình viễn thông đó ha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh ha. Nói về hiệu quả trước mắt thì những cái bình Yamato thì trước mắt thấy nó hiệu quả, nhưng mà nói về lâu về dài thì mình tính phải tính theo cái tuổi thọ thiết kế của bình. Nhưng mà nói bị lâu về dài thì thật ra tôi cũng chưa có sử dụng đến hết cái tuổi thọ của hai cái loại bình này. Chẳng hạn như cái bình Yamato này nó có cái tuổi thọ sử dụng là từ 1 năm đến 3 năm, mà tôi sử dụng mới có hơn năm, tầm khoảng năm rưỡi à đó, chưa đến 3 năm, nên tôi chưa quyết định là cái tuổi thọ của bình Yamato này nó có được 3 năm hay không. Rồi chẳng hạn như là cái những cái bình viễn thông, những cái bình vi sinh như thế này, cái tuổi thọ thiết kế từ 7 đến 12 năm, nhưng mà tôi chỉ sử dụng nó tầm hơn 2 năm, gần 3 năm rồi đó, tôi chưa sử dụng hết cái tuổi thọ của nó, nên tôi chưa có quyết định là ở cái nào nó mới đúng tuổi thọ. Thật sự ra là khó ha, nhưng mà cái tuổi thọ của những sản phẩm này á, theo tôi á, theo cá nhân tôi á, là do cái người sử dụng quyết định cái tuổi thọ ha. Đó, tùy theo cái sạc xả của mình mà dẫn đến những sản phẩm này nó mau xuống hay là nó lâu đó ha. Thì ở đây nè anh, tôi cũng trước khi đầu tư tôi cũng tính dữ lắm, tôi cũng nói về bình những cái bình viễn thông, bình vi sinh đó, trước giờ tôi mê lắm, tôi mê lắm, ngay cả cái pin Light V4 vậy, những cái pin đó ha tôi cũng mê lắm. Nhưng mà có cái giá thành á, tại vì nói chung á là cái kinh tế mình nó eo hẹp á, thì đầu tư theo cái túi tiền á, tôi muốn ví dụ như là tôi muốn cái hệ lưu trữ nó tầm khoảng 6 kg, như chẳng hạn như ở đây nè anh, tôi có đầu tư một cái lô bình hệ lưu trữ là tầm trên dưới 6 kg, nè trên 6 kg 20 cái bình Yamato này tầm tiền khoảng 12 triệu ha, trên 12 triệu một chút thôi à. Đó, nhưng mà tôi muốn bỏ ra cái tầm tiền khoảng 12 triệu á, mà tôi muốn có cái hệ lưu trữ khoảng 6 kg á, đối với những cái bình viễn thông á thì không mua đủ rồi, còn đối với hàng pin á thì càng không đủ nữa, nên bắt buộc tôi mua cái pin này đó, sử dụng đỡ dài 3 năm đó, từ 1 đến 3 năm thì sử dụng, thì lúc đó nếu mà mình có tiền thì mình có thể là tính tiếp, mình có thể là sử dụng những pin viễn thông hoặc là những cái pin lithium điện hồng dòng cao cấp hơn. Còn nếu mà không tiền thì chắc có thể là tôi cũng mua nó nữa ha. Đó thì nói về trước mắt thì tôi thấy nó hiệu quả trước mắt, tại vì nó có cái dòng sạc và dòng xả rất là cao, rất là lớn ha, nó có dòng sạc cả cao như là cái những cái pin viễn thông. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi cái video của tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn anh em đã nhín thời gian ra xem video của kênh Đam Mê Năng Lượng nhé. Anh em xem video nhớ cho cái like nha. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông rung đó, để tôi ra những cái video thì anh em sẽ nhận được sớm nhất và xem video qua tham khảo ha, để đồng hành cùng kênh Đam Mê Năng Lượng nha. Còn bây giờ tôi xin chào.